ngày 22 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó, ngày 21 tháng 10, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm phê chuẩn hai thành viên Chính phủ cho nhiệm kỳ 2021-2026 là đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi lễ ngày 22 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố các quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tặng hoa chúc mừng hai bộ trưởng. Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương, trình độ chuyên môn, thạc sĩ kinh tế. Bà từng là cán bộ tư vấn Trung tâm Xúc tiến Việc làm Thanh niên Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội, chuyên viên vụ Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Vụ trưởng Bảo hiểm xã hội, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 7 năm 2022, bà được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê Hà Nội, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông gắn bó với Ngân hàng Vietinbank từ năm 1996. Ông kinh qua nhiều chức vụ, trở thành Tổng Giám đốc Vietinbank năm 2011 và Chủ tịch Vietinbank năm 2014. Tháng 7 năm 2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Một năm sau, ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và giữ cương vị đó cho đến khi được Bộ Chính trị điều động về Điện Biên và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên từ tháng 10 năm 2020.